chùa được xây dựng vào thế kỷ 15. Vào thời vua Lê Thế Tông, nguyên xưa ở phường Cổ Vũ chưa có chùa, nên nhà vua cho dựng một tòa nhà gọi là quán sứ để tiếp đón các sứ thần đến Thăng Long. Được biết, sứ thần các nước này đều sùng đạo Phật, nên lại dựng thêm một ngôi chùa cũng nằm trong khuôn viên quán sứ để họ có điều kiện hành lễ. Năm 1934, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập, chọn lấy chùa làm trụ sở trung ương. Đến năm 1942, chùa đã được xây dựng lại. Ngày nay, chùa thuộc số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ở cái thời chấn hưng Phật giáo, tức là giữa cái giai đoạn năm 30-35 đấy, 1930-35, thì cùng với cái sự phát triển cũng như là cái sự phục hồi của Phật giáo một số các nước châu Á nói chung, trong đó có Việt Nam chúng ta, thì cái chùa Quán Sứ đấy nó là cái trụ sở của Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ lúc bây giờ. Cho nên nó cũng là một cái mà gắn bó với cái sự phát triển của Phật giáo nói chung, cũng như là bắt đầu là chuyển từ cái chế độ thực dân Pháp mà chuẩn bị sau những cái năm chiến tranh thì sẽ sang hòa bình. Tam quan của chùa có 3 tầng mái, nằm giữa là lầu chuông. Qua tam quan là một sân rộng lát gạch, lên 11 bậc là tới chánh điện cao, hình vuông, xung quanh có hành lang. Điện Phật gồm các pho tượng đều khá lớn và thép vàng lộng lẫy, được bày trí trang nghiêm. Ở phía trong cùng, 3 vị Tam Thế Phật được thờ trên bậc cao nhất. Gian bên phải chánh điện thờ Lý Quốc Sư, tức Thiền Sư Minh Không, với 2 thị giả. Tôi đến đây thường xuyên, đến chùa lễ, tôi nghĩ ngôi chùa này rất là cổ kính, cho nên là thường xuyên tôi vẫn đến đây để chiêm ngưỡng tâm linh của ngôi chùa này. Khi mà tôi đến đây thì tôi thấy ngôi chùa này rất là thanh tịnh, mà cảm thấy con người nó nhẹ nhõm, nó thanh thản. Cho nên là tôi thường xuyên đến để lễ ở cái ngôi chùa này. Tôi đến chùa Quán Sứ này cũng rất là nhiều. Tôi thấy cái chùa Quán Sứ này cũng rất là lâu rồi, hàng trăm năm ở đây rồi. Chùa này là rất là đẹp, yên tĩnh, tĩnh mịch. Và đúng là với cái tên là chùa đặt là Quán Sứ. Chùa Quán Sứ nằm ở trung tâm thủ đô nên rất thuận tiện cho việc đi lại vãn cảnh, cúng bái của khách thập phương. Vào những ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết, đặc biệt là ngày Phật đản, các Phật tử, các thiện nam tín nữ kéo về đây rất đông, tấp nập cả một đoạn đường Quán Sứ. Ngôi chùa không chỉ là một nơi lễ bái thờ cúng mà còn trở thành một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.